Hello các bạn, mình là Sika đây. Và anh em tò mò lý do tại sao mình làm YouTuber nhưng lại chạy xe ôm đúng không nào? Ngày hôm nay, với 30.000 kim cương này chính là tiền mình cày cuốc, mình chạy xe ôm. Và tuyên bố luôn anh em, hôm nay sẽ mở full toàn bộ tất cả những cái bộ trang phục có trong vòng quay chế tác mới nha anh em. Trong vòng một tháng qua mình chạy xe ôm, mình có 10 triệu đồng nạp với game Free Fire nha anh em. Và đây, vòng quay chế tác mới, nghệ sĩ đường phố, chiến đấu luôn thôi anh em ơi. Yeah. Và ngày hôm nay thì kẹo sẽ đốt hết 30.000 kim cương này. Chúng ta lên đường. Nhạc nhanh, nhạc căng quá, gãy cả cánh rồi. Hello mọi người, thì mình là anh sẽ ôm xích kẹt đây nha anh em ơi. Ui, đứa nào phía ngoài kia vậy hả? À đủ. Anh em ơi bình tĩnh. Một kia đầu tiên ngọt sất luôn này. Ngon quá phải không mọi người? Và mình để ý là ở phía trên nhà kia hình như là vẫn đang còn người nữa cơ anh em. Đây rồi. Mày chạy đâu hả em ơi? À đủ. Làm sao? Chạy đâu hả em? Anh lại sợ chủ quá cơ. Chắc là lên trên nhà này phải không? Phía trên thì cũng không có cơ. Vãi lúa thế nhở. Thế thì thằng bé chạy đâu mà nhanh tay nhanh chân quá nhỉ luôn anh em ơi. Giờ là không thấy nó đâu cả này. À đây. Mày này, liệu hồn. Ui, vãi thế. Ở trên đa còn người luôn anh em ơi. Căng vậy ai chơi. Kìa. Cái gì đây? Ui, ngáo ngáo ngơ ngơ này. Xong luôn anh em ơi, 3 kill nhá. Ui, phải nói là ngày hôm nay thì mình nhảy tháp đồng hồ vô cùng là gắt luôn nha anh em. Đông người cực kỳ luôn. Thề luôn. Khoai dã man này. Thôi lên trên cái cho nó lành anh em ơi. Đây lên trên này săn người cho nó lành. Chứ còn là ở dưới bọn kia nó vả cho thì thôi xong. Đúng là tắt điện luôn phải không nào. Đạn tiểu liên hết và chơi combo súng trường hơi dị. Đấy mình có Ska với lại mình có AK này. Trông kiểu dị dã man luôn. À, chúng ta có gậy bốn chanh nha. Ui, ở trên cho nó bắn nhau như kiểu phim hành động Mỹ vậy. Lên trên góc vui cá nhở. Làm sao, vỡ đầu. Thế luôn. Nhọ chưa em. Làm sao hổ báo cho lắm vào. Bây giờ xanh mộ buồn chưa em ơi. Ok luôn. Và mình đã có được một cây MP40. Nói chung là hiện tại thì khá là ổn rồi. Cơ bản là trong vòng một tháng qua thì mình chạy xe ôm và có tiết kiệm được 10 triệu đồng anh em ạ. Nói chung là tiền chạy xe ôm thì mình để ra để mình nạp game thôi. Đấy chứ còn là tiền làm YouTuber thì vẫn đủ để ăn uống, trang trải cuộc sống. Hôm nay là giải thích cho anh em hết thắc mắc rồi nha. Ten ten. Chỗ nào vậy? Vãi hàng thế nhỉ? Để kẹo qua xem. Xem là nó chỗ nào vậy? Bây giờ lại không thấy này. Mày. Anh xem mày chạy đâu? Mày chạy đâu mà chạy hộ anh cái này? Hello. Uầy. Nó đang ở đâu nhỉ anh em? Thề luôn. Giống như kiểu là mò kim đáy bể vậy. Sao mà thấy được nó nhỉ? Không có luôn này. Vãi hàng chưa? À đây. Làm sao hả? Ui. Xong luôn. Lấy bản điểm số luôn. 5 kill rồi. 5 kill hình như là mình clear cả cái khu tháp đồng hồ rồi thì phải. Hôm nay kẹo lại hổ báo. Máu chó thế anh em nhỉ. Mà quan trọng là toàn gặp phải mấy thiên niên ca ve nên là mình hạ gục cho nó hết sức là dễ dàng luôn anh em ơi. Không hề khó khăn một tí nào luôn nhá. Và đây kẹo sẽ qua phía này nha mọi người. Hiện tại thì kẹo đang rất là thiếu đạn tiểu liên luôn. Nếu như mà kiếm được thêm nhiều đạn tiểu liên nữa thì tốt anh em. Rồi nha. Bom keo nữa nè. Uầy. Đây. Tính ra là hình như là hiện tại thì kẹo mới chỉ có được một trái bom keo thôi. Vậy là phải kiếm thêm thôi anh em ơi. Một trái làm sao mà có thể sống dai được. Uầy. Có điều phía trên luôn. Vãi hàng. Trên này á hả? Đâu vậy?
À kia, uầy, trên nhà anh thấy chú rồi. Bình tĩnh nè, lát anh cho mấy quả lựu qua lại ngồi đấy mà khóc nhá. Ngay trên này thôi các bạn ơi. Rồi nhá, ăn no lựu đi em ơi. Mày này, anh xem mày làm gì ở trên này. Uầy, vãi này, bộ hầu gái dễ thương hả? Dễ thương thì cũng lên bảng điểm số. Đơn giản là anh không thích gái, anh chỉ thích trai thôi. Thôi à, kẹo chiều anh em đấy. Thì hôm nay xin chúc tất cả anh em một cái tuần mới vui vẻ. Nếu như mà anh em thấy video của kẹo hay thì các bạn đừng quên đó là hãy like và đăng ký kênh nha. À mà quên, anh em đúng rồi, các bạn nhấn like, các bạn chia sẻ video giúp kẹo nhá. Cảm ơn mọi người nhiều. Ồ, chúng nó trốn đâu cả rồi ta. Cái này thật sự là kẹo chịu luôn anh em ơi. Và mình mong rằng là có thể như là sẽ xuất hiện thêm nhiều UAV đấy, tìm địch cho nó dễ. Như kiểu là ở cái khu vực phía dưới kia đấy, khu vực thắt đồng hồ là mình dùng UAV mình quét là mình clear cả khu luôn. 6 đứa này, 6 thanh niên hổ báo cáo trồn là lên bảng điểm số. Thế thôi cho nó nhanh này. Nữa hả? Nữa hả? Uầy, chậm tay hơn anh rồi. Anh cầm AK dùng lửa thì chú có cửa nào mà sống hả? Thường thế nhỉ anh em. Rồi nha, 7 kill. Ten ten, phê không? Phê không các bạn? mình lượn lờ qua phía này coi. Và lượn lờ qua phía này thì thật ra là cũng chẳng có ai cả đâu. Rồi, cơ bản là vắng quá. Đầu trận thì anh em lại mải mê lút đồ ở mãi đâu. Mấy cái khu như kiểu là hơi gắt. Ví dụ là anh em thấy là tháp đồng hồ hơi gắt phải không nào? Là một cái khu hơi gắt nên anh em không nhảy nhiều. Thật ra thì mình clear cả khu rồi. Đấy, nên là hiện tại khu này làm gì còn ai. Vậy nên là... À kia, có một chiếc xe monster truck. Chúng ta lấy con xe này chúng ta qua những khu khác, tiếp tục săn mạng luôn. Chứ còn là sao phải ngại nhờ. Số nhà let's go. May mắn là có xe anh em ơi. Chứ còn là mình chạy bộ thì chắc là đến qua Tết thì vẫn chưa xong luôn. Số nhà. Ui, mặc dù là con xe monster truck trông kiểu là hơi nặng nề nhưng mà chạy vẫn rất là nhanh luôn, vẫn rất là ngon luôn. Ui, trên này thì sao đây? Các bạn ơi, các bạn thấy ai chưa nhở? Riêng kẹo là kẹo chưa thấy ai cả. Kiểu cảm giác hôm nay cô đơn thế, hôm nay trống vắng thế. Mà xin lỗi mọi người nha, tại hôm nay mình ra video hơi muộn thì anh em thông cảm. Tối qua thức cho mãi vào đấy. Tối qua thức kể game anh em ạ. Giờ này đâm ra mình lại hơi ham game. Ten ten, phía này thì sao nhỉ? Ơ, sao đây anh em? Chẳng có ai đâu. Ui vãi, chơi game với các ông mà các ông trốn kinh thế. Thế này thì tôi cũng chịu thua các ông rồi. Vâng, và hiện tại thì anh em có thể thấy rằng là còn lại 15 người chơi nữa trong ván đấu này nha. Rất là nhanh luôn, các bạn ấy kill nhau cực kỳ là nhanh luôn. Ơ mà, kẹo kill mạng cũng nhanh chứ. Hôm nay Sương Sương có 7 kill rồi. Mục tiêu là cứ tích cực phấn đấu, tầm khoảng là trận đấu này chúng ta có trên chục kill top 1 là ok nhá. Anh em thấy ổn không? Chắc là ổn rồi đúng không? 10 kill nó luôn là cái tiêu chuẩn top 1 của kẹo nha. Ơ, phía sau có người. Lên xe qua vả nó luôn. Mày làm sao mới thích thể hiện với anh đúng không? Thôi xong rồi. Một đứa vừa ra đi rồi. Đây à? Đây à? Chạy đi em. Chạy nhanh. Chạy nhanh trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn này. Xong. Lên bảng điểm số. Buồn không em? Có chứ. Làm sao mà không buồn được. À bạn thông cảm nha. Chơi trận mới nha. Trận này để kẹo top 1 đi. Ten ten. Ơ, đây, mình tranh thủ lượm thêm tí máu thôi. Chúng ta có 10 tí máu nè. Anh em thấy đủ ngon chưa? Yes, 10 tí máu thì xài bao giờ cho hết đây. Cơ bản là từ khi mình add tính năng Paloma là mình lượm được rất là nhiều máu luôn. Khá là thú vị, mà tại sao trước đây là mình lại không add nhở? Mình thấy là tính năng nó hơi thừa thãi nhưng mà bây giờ mình thấy là tính năng Paloma rất là ngon luôn. Và cũng cảm ơn anh em chia sẻ vì những cái điều như vậy nha. Anh em bảo tôi là anh add tính năng Paloma đi mà. Đấy, thì dạo này là kẹo chơi game chuyên add tính năng Paloma nha. Ờ vãi, mày chạy đâu? Chặn đầu nó anh em nhở. Mày này. Ôi thôi, lỗi rồi. Lỗi rồi các bạn ơi, đuổi theo nó luôn. Anh xem chú chạy đâu nhá. Bây giờ chú chạy đi đâu anh cũng tìm được chú luôn. Làm sao, cho chạy thoải mái luôn, xuống xe. Và lên bảng điểm số. Rất là nhẹ nhàng luôn. Và mình không hiểu tại sao là trong cái trận đấu này chơi game kiểu cảm giác easy thế nhở. À, thật ra thì hôm nay tâm trạng tốt anh em ạ. Thôi, giỡn Sương Sương các bạn ơi. Tâm trạng tốt cái khỉ gì.
cơ bản là anh em bảo là anh ơi nạp tiền vào game nhiều đi. Thì đây, cũng cố gắng là chạy thêm xe ôm đây, xong là nạp thêm tiền vào game đây anh em ơi. Hôm nay nạp 10 củ vào, quay full bộ trang phục luôn trong vòng quay chế tác. Đấy, để chiều lòng anh em thôi nhá. Nếu là mọi người thấy video của kẹo hay thì các bạn like, các bạn chia sẻ video giúp mình. Cảm ơn mọi người nhá. Đấy là những cái niềm động lực giúp cho kẹo tạo thêm những cái video chất lượng hơn nhá. 10 thằng nữa, trông có vẻ như là một con số tròn trịnh đấy nhở. Thế rồi xem, anh xem các chú ở đâu, anh clear cả luôn này. 10 thằng nữa thì đã làm sao hả? Kể cả 100 thằng thì anh vẫn cân luôn. Ngày hôm nay thì mục tiêu của kẹo đó là lấy top 1 với trên 10 kill nha, 9 kill rồi. Nên là thật ra thì cũng chẳng lo lắm về kill, quan trọng là xem như nào giữ top để lấy top 1 anh em. Chứ còn sao nữa hả? Đơn giản là 9 kill rồi mà. Chơi game trong một trận đấu thì anh em không cần quá nhiều kill đâu, quan trọng là anh em đi săn và thấy vui là được rồi. Thế luôn chơi game nhiều khi là anh gặp mấy bạn suốt ngày ngồi nhà thủ nhà, tự hỏi rằng là các bạn có thấy chán không vậy? Hay là các bạn thích rình mồi, đậu xanh? Thanh niên, full set tím mộng mơ à? Tím mộng mơ này thì làm sao? Hả? Tím mộng mơ có lên bảng không? Có chứ. Qua đây em. Rồi, qua đây. Qua đây nhanh. Tím mộng mơ này, tím mộng mơ lên bảng số, buồn chưa em ơi? Buồn chưa? Lần sau nhá, nhìn thấy cái mặt anh nhá, né anh ra nhá, đừng có mặc đồ tím mộng mơ này. Mấy thằng mặc đồ như kiểu là mấy đứa gây lọ vậy. Ôi vãi, kể cả là mình ghét nhất là mấy đứa mặc đồ hồng nữa, thề trông kiểu nó tởm kinh khủng. Làm sao? À đây, cái gì đấy? Ôi vãi luôn, cuộc tình tay ba luôn. Anh ơi bình tĩnh nào, anh ơi bình tĩnh đi. Làm gì vậy, làm gì vậy này? Làm sao? Chạy đâu hả? Ui, máu trâu vậy, máu trâu vãi ra luôn anh em ơi. Hơi căng đấy. Không sao, hiện tại kẹo vẫn đang ở dưới, cứ từ từ mà xử lý thôi anh em ơi. Căng thì chúng ta làm cho nó trùng xuống luôn nhá. Lo gì, thằng bé kia thì vẫn đang ở trên thôi. À đâu, nó là một cô bé chứ. Thường thì thói quen là mình thấy như này, tức là anh em nam thì chơi nhân vật nam mà nữ thì chơi nhân vật nữ. Khả năng kia là, ui dồi, kia là cô bé nào đấy thôi. Ui, làm sao em ơi, đừng làm thế với anh chứ, đừng bắn anh chứ. Chỗ này hơi hiểm nên là let's go, qua đây cho nó lành anh em ơi. Đấy, chứ đứng chỗ kia là khả năng lên bản điểm số sớm. Làm sao? Chạy đâu hả? Chạy đâu? Quay lại đi em, quay lại đi em này. Láo nhào với kẹo à? Thôi xong, thằng bé lên bản điểm số luôn. À đâu, cô bé lên bản điểm số luôn với cây M4A1. Chia buồn với bạn nhá. Chạy qua chỗ anh thì không chạy, biết đâu anh lại thương, anh lại tha cho nhở. Nhưng mà nó chạy qua chỗ thằng địch khác nên là xanh mộ. Buồn lắm em ơi. Đấy, chạy theo anh thì không chạy đấy. Thôi chúng ta lượn lờ qua đây nha. 4 người chơi nữa thôi. Như vậy là kẹo đã có được, ui, 11 kill rồi cơ. Ấy, hôm nay ngon nha, 11 kill rồi nha. Và cơ hội chiến thắng top 1 của mình lúc này đã lên đến đó là 20% rồi. Cứ từ từ thôi anh em ơi, từ từ rồi khoai sẽ nhừ, mà từ từ thì gạo sẽ nấu chín thành cơm. Nên là không phải vội vàng bất cứ một điều gì nha mọi người. Thế làm sao? Ở trên này à? Ui vãi, ui vãi. Cái gì đấy? M79 à? Ôi thôi xong, vãi hàng rồi. Thằng bé kia nó có M79 anh em ơi. Vãi thế, ghê vậy ai chơi. Đậu xanh này, mày làm sao? Mày làm sao? Vỡ đầu. Tí chết anh em ạ. May, giáp của mình là giáp chống nổ nên là nó cũng giảm sát thương lên người một tí. Ngon nha. Chứ còn là xài giáp 1 là có khi là tôi đi từ vòng gửi xe rồi các bạn ơi. Ui, rất là nhiều bông keo luôn. Gặp ngay thằng shipper bông keo này. Pháo cầm tay của nó còn 2 viên cũng được, cầm thôi anh em. Chứ M79 thì kẹo chơi không quen lắm, với lại thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu viên đâu. Ok nè mọi người, M79 còn lại đúng 1 viên thì xài cái gì hả anh em. Nên thôi, tình hình là còn lại 3 người trên đây nha các bạn. Hello, các bạn đâu rồi? Các bạn trốn đâu cả rồi? Từ từ, để mình xem nào. Mình lận lờ qua đây xem nào. Hello, các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Các bạn ra đây chơi với kẹo đi. Ăn đủ. Chưa thấy các bạn ơi. Trông kiểu vắng thế nhở? Vắng như này chơi gì? À kia, à kia. Đây à, đây à. Em ơi, đừng có chạy. Em ơi. Ui, thế là xanh mộ rồi. Buồn không em?
buồn chứ nhờ. Rồi ok, 13 kill này. Còn hai thằng nữa. Còn hai thằng nữa anh em ơi. Một đứa đã bị hạ. Solo mới bên một này. Thất vọng thế. Cam ảnh lại bị hạ. Yes. Và quẩy thế nào anh em ơi, trận top 1 vô cùng nhẹ nhàng, sương sương đầu tuần. 13 kill top 1 nha. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.